Với quyết tâm không để bất cứ một trẻ em nào mù chữ, từ năm 2015, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một đã thành lập lớp học tình thương, đồng thời liên tục rà soát và vận động trẻ em là con em của gia đình lao động nghèo đến học chữ, mở ra tương lai tươi sáng cho các em. 8 năm qua, lớp học tình thương tại trung tâm học tập cộng đồng của phường Phú Cường luôn gắn với những điều đặc biệt. Đó là lớp của trẻ em nghèo, lớp học về đêm. Ban quản lý lớp, ban cán sự lớp làm việc rất nghiêm túc, thường xuyên triển khai các nội quy điểm danh, thực hiện kiểm tra sách vở, nhắc nhở hành vi ứng xử và thái độ học tập của các em. Đội ngũ giáo viên đứng lớp cũng thuộc nhiều đối tượng, có người đã ở cái tuổi cổ lai hy, có người còn là sinh viên khoa sư phạm với tuổi đời rất trẻ, nhưng đều có chung lòng nhiệt huyết, tự nguyện làm người gieo hạt, đến dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo. Mục đích của lớp học khi thành lập ra là để nhằm cho các bé biết được cái con chữ, cũng như là biết tính toán, để cho các bé có được một cái số lượng kiến thức nhất định cơ bản nhất để các bé có thể biết đọc biết viết. Năm học 2023-2024, lớp học đặc biệt nơi phố thị này có gần 30 trẻ em nghèo từ 6 đến 19 tuổi theo học. Lớp học được chia thành hai nhóm lớp, một nhóm từ lớp 1 đến lớp 3, một nhóm từ lớp 4 đến lớp 5. Vì vậy, mỗi buổi đến lớp, các cô giáo phải áp dụng nhiều cách dạy, nhiều bài dạy khác nhau cho phù hợp với từng đối tượng. Để các em nhận biết mặt chữ, mặt số đã là khó, việc dạy các em biết làm văn, làm toán sẽ có hơn bội phần. Thế nhưng hơn 7 năm qua, cô Nguyễn Thị Ba, nhiều người hay gọi với cái tên thân thương là cô Ba vé số, bà giáo già, đều cần mẫn kiên trì, quyết tâm truyền dạy kiến thức đi cùng với việc giáo dục đạo đức lối sống cho hàng trăm lượt học trò đặc biệt của mình như thế này. Bên cạnh đó, ban quản lý lớp học đã vận động các bạn sinh viên chuyên ngành khoa sư phạm ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến hỗ trợ cùng với cô Nguyễn Thị Ba kèm cặp dạy dỗ các em. Các cô giáo trẻ này đã vận dụng những phương pháp tốt nhất vào giảng dạy cho các em. Vì thế đến nay, hầu hết các em đã biết đọc, biết viết. Con đã học được ở đây là 4 năm rưỡi rồi và trong cái thời gian học là con đã học rất nhiều thứ. Nhiều nhất là được học chữ, rồi học đọc. Với việc mà học toán và học tiếng Việt như thế thì con giúp ích cuộc sống của con rất nhiều. Dẫu không thể so sánh với các trường học lớn, nhưng kết quả dạy và học của lớp học tình thương này trong suốt thời gian qua là đáng khích lệ. Điều này không chỉ giúp hàng trăm trẻ em nghèo không đủ điều kiện đến trường, có kiến thức, mà còn góp phần thực hiện tốt công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tại địa phương.